Chương trình xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng suy giảm do quá trình đô thị hóa, hơn 10 năm trước thành phố đã xác định sản xuất giống sẽ là hướng phát triển chính của ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều chính sách đã được ban hành nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất giống có điều kiện phát triển. Như vậy, làm thế nào để mở hướng đột phá cho các hoạt động sản xuất giống cây trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh? Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi cuộc trò chuyện với bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, xin chào bà. Hơn 10 năm trước, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định sản xuất giống sẽ là hướng phát triển chính của ngành nông nghiệp thành phố. Nhiều chính sách đã được ban hành nhằm khuyến khích doanh nghiệp sản xuất giống có điều kiện phát triển. Năm 2013, các doanh nghiệp của thành phố sản xuất hơn 14.400 tấn hạt giống các loại, cung cấp cho trên 950.000 hectare gieo trồng tại thành phố và các tỉnh. Trước năm 2000, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống ở Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước khi chiếm 85%. Nhưng đến nay, số lượng các cơ sở doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống cây trồng gia tăng đáng kể, trong đó doanh nghiệp tư nhân hơn 90%, phù hợp với xu thế sản xuất giống thế giới. Thưa quý vị, trong chuyên mục đối thoại vào ngày 6 tháng 10, thì giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân đã có chia sẻ về đề tài mỗi năm Việt Nam chi 500 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu giống rau, đó là chưa kể đến việc nhập khẩu các giống cây trồng khác. Vậy thì theo bà, dưới góc nhìn của một nhà quản lý, bà suy nghĩ gì về thực trạng này? Với góc nhìn của tôi thì đây cũng là một vấn đề bình thường, bởi vì Việt Nam cũng đang trong cái quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Với tôi thì tôi nghĩ rằng là không nên nhìn cái vấn đề nhập khẩu giống cây trồng là một cái vấn đề tiêu cực, mà cái này nó sẽ mang lại cái lợi cho người nông dân ở hai cái góc độ sau. Thứ nhất là có những cái loại hạt giống mà chúng ta không thể nào sản xuất được ở Việt Nam do cái điều kiện khí hậu không phù hợp. Cái thứ hai là về cái giá cả. Ở những nước tiên tiến thì cái quy mô sản xuất họ áp dụng cơ giới hóa và công nghệ sản xuất cao, cái giá thành của hạt giống họ thấp hơn so với trong nước. Vì thế thì ở một góc độ nào đó cũng là giúp cho người nông dân được hưởng lợi. Tuy nhiên ở góc độ một nhà quản lý thì tôi quan tâm đến hai vấn đề. Thứ nhất là làm sao chúng ta kiểm soát được cái chất lượng mà giống nhập khẩu để cho tốt, để cho người nông dân có thể là trồng cái giống đó đúng tiêu chuẩn chất lượng và đạt cái năng suất giá trị và mua đúng cái giá trị của sản phẩm đó. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ làm gì để các cái doanh nghiệp sản xuất giống của mình có thể xuất khẩu giống ra nước ngoài và giống của chúng ta cũng có sức cạnh tranh giống như giống nước ngoài nhập vào Việt Nam. Dạ vâng, có nghĩa là đối với những cái lĩnh vực thế mạnh của mình thì mình tiếp tục phát huy, nhưng những gì mà mình chưa làm được thì mình nên nhập khẩu giống, coi như đó là một cái phương án phù hợp trong thời điểm này. Tuy nhiên, theo bà, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tự chủ được giống cây trồng hay chưa? Hiện nay trên địa bàn thành phố thì có 47 doanh nghiệp sản xuất giống, trong đó có 10 doanh nghiệp họ đã tự nghiên cứu và sản xuất giống, và mỗi một doanh nghiệp mặc dù là có 1-2 sản phẩm giống, tuy nhiên là những sản phẩm giống đó đã trụ được rất nhiều năm. Từ năm 96 thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có những doanh nghiệp sản xuất giống và có những cái sản phẩm giống đặc trưng mà không phải chỉ phân phối cho tại Thành phố Hồ Chí Minh mà phân phối cho cả nước. Mặc dù là thị trường giống thì chúng ta thấy không có sôi động như là các thị trường khác, thì tôi nghĩ các doanh nghiệp của thành phố cũng đã có tự chủ được trong cái vấn đề sản xuất giống. Và trong cái quá trình theo dõi thì tôi thấy là hàng năm các doanh nghiệp đều có những cái sản phẩm giống mới, và thậm chí có những công ty hiện nay đã có đăng ký bảo hộ giống, có nghĩa là họ cũng khẳng định cái sở hữu trí tuệ về cái sản phẩm giống của họ. Bà có thể nói cho một vài ví dụ về các cái công ty cũng như là những cái giống cây trồng nào hiện tại thành phố đã tự chủ được? Tập trung vào hai cái sản phẩm đó về giống cây trồng, đó là hạt giống rau và cây hoa kiển, vì nó cũng đáp ứng cho chương trình trọng điểm của thành phố phục vụ cho cái nông nghiệp đô thị. Cây hoa kiển thì hiện nay chúng ta chưa thể tự chủ được. Riêng hạt giống rau thì tôi thấy như là khổ qua, dưa leo, mướp và thậm chí là cả dưa hấu là một cái sản phẩm mà chúng ta thấy thời gian trước đây là nhập khẩu rất là nhiều. Nhưng mà hiện nay thì các doanh nghiệp cũng đã trụ được bằng những cái sản phẩm đó. Tôi muốn nhắc lại, lúc nãy bà có chia sẻ rằng từ năm 96 chúng ta đã có một số cái doanh nghiệp bắt tay vào việc sản xuất giống. Và hơn 10 năm trước thì Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định sản xuất giống sẽ là hướng phát triển chính của ngành nông nghiệp thành phố. Bà có thể điểm lại những cái chặng đường phát triển của ngành này trong 10 năm qua? 10 năm qua thì tôi thấy một số nội dung thôi. Thứ nhất là các doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục
khẳng định mình là một cái trung tâm có nghiên cứu và có cung ứng. Với cái con số mà 47 doanh nghiệp chính thức như vậy thì cũng là một trong những địa phương có cái số lượng doanh nghiệp là cao nhất trong cả nước. Chưa kể mình là một cái nơi tập trung rất là nhiều những cái viện trường nghiên cứu. Đúng rồi. Một năm như vậy thì họ đã sản xuất và cung ứng cho cả nước là khoảng 10 đến 14.000 tấn. Một con số dao động cũng rất là lớn. Đặc biệt là các doanh nghiệp giống của thành phố là hoàn toàn là doanh nghiệp. Một số tỉnh là có trung tâm giống. Dạ. Nhưng mà chúng ta là doanh nghiệp thì có nghĩa là họ đã tự chủ, họ đã đứng trên được trên cái lưng chân của mình. Tức là mình thu hút khá mạnh cái nguồn lực xã hội hóa. Trong cái công tác giống thì thành phố Hồ Chí Minh là xã hội hóa rất là mạnh. Và từ cái nguồn giống đó thì cái nông nghiệp có những cái sản phẩm mà nó cũng hơi đặc thù so với các tỉnh. Như là cái chúng ta thấy là rau an toàn với rất là đa dạng chủng loại. Có những cái sản phẩm cây trồng mà chúng ta thấy là có thể là mình chưa bao giờ nghĩ là trồng được ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà bây giờ đã trồng được, chẳng hạn như là cái dưa lưới. Dạ vâng, kết quả như vậy thì có thể nói là cũng rất đáng mừng, rất đáng ghi nhận. Vậy thì chúng ta nên khẳng định là một lần nữa vai trò của cái ngành sản xuất giống trong chiến lược phát triển nông nghiệp đô thị thành phố Hồ Chí Minh hướng đến một cái mô hình nông nghiệp hiện đại bền vững. Vậy theo bà thì cái vai trò này đã thể hiện như thế nào? Sản xuất nông nghiệp nó nhỏ nhưng mà phải đáp ứng cho cái nhu cầu tiêu dùng của thành phố mà hướng đến phải là xanh sạch, rồi đồng thời cũng là không gian môi trường sống, là cái giải trí của những người dân thành phố. Với cái diện tích sản xuất nhỏ như vậy và cái điều kiện biến đổi khí hậu càng ngày càng bất lợi thì chúng ta thấy rằng sản xuất nông nghiệp đã đi vào cái kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, trồng ở trong nhà màng, nhà plastic hoặc là dùng cái màng phủ nông nghiệp. Và cái giá trị sản xuất của thành phố hiện nay không phải là tính trên mét vuông nữa, mà các bạn thấy là hiện nay là đang tính đến gọi là mét khối, là cả trong không gian. Công ty giống cây trồng miền Nam thì có cái thế mạnh ở các cái nhóm giống bắp lai, lúa lai, có thể nói là cũng là dạng hàng đầu ở trong nước. Hàng năm chúng tôi tạo ra 2 tới 3 giống để đáp ứng được nhu cầu thị trường. Và trong 6 năm phát triển thì người dân người ta cũng rất là đánh giá cái cao các cái sản phẩm của công ty chúng tôi trong cái những năm vừa qua. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 30%. Cho tới hiện giờ thì chúng tôi cũng được cái sự hỗ trợ rất là tích cực của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Thể hiện qua cái chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, qua cái chương trình hỗ trợ lãi vay theo quyết định 13 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho nông dân ở huyện Củ Chi, thì chúng tôi rất là hoan nghênh những cái hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp. Thì chúng tôi có một số hai cái đề nghị nhỏ. Thứ nhất là cũng các lãnh đạo của thành phố tạo điều kiện cho chúng tôi giao cho chúng tôi một ít cái diện tích đất khoảng 10-15 hecta để chúng tôi thành lập cái trung tâm nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cái thứ hai tạo điều kiện cho chúng tôi về cái hỗ trợ cái mặt kinh phí để chúng tôi tập trung nghiên cứu hơn nữa để làm sao cho cái hàng năm chúng tôi cũng tạo ra được giống chất lượng ngày càng cao hơn. Dạ, vậy ngoài những yếu tố khách quan như là biến đổi khí hậu, diện tích đất đang ngày càng bị thu hẹp, vậy thì các cái doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh giống hiện tại họ đang gặp những cái khó khăn gì? Chúng ta có những chính sách gì để hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống cây trồng thưa bà? Về những khó khăn của các doanh nghiệp giống thì tôi thấy tụ trung những cái vấn đề sau. Thứ nhất là về cái đất sản xuất. Thì về đất thì hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang hướng là mở rộng cái khu nông nghiệp công nghệ cao. Điển hình là sẽ mở rộng ở Bình Chánh, ở Cần Giờ và ở Củ Chi, và đồng thời là áp dụng cái khoa học công nghệ cao trồng trong nhà màng, trồng dưới mật độ dày, áp dụng công nghệ sinh học vào trong cái vấn đề sản xuất giống để làm sao mình rút ngắn được cái thời gian nghiên cứu chọn tạo giống. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề về vốn. Thành phố cũng có một cái chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp đô thị là cái quyết định số 36. Thì trên cái phương án sản xuất của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể vay vốn theo cái chu kỳ. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái hướng mở cho các doanh nghiệp.
Cái vấn đề thứ ba, hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái vấn đề là cái xúc tiến thương mại, làm những cái hội chợ, hội thảo, tạo điều kiện để cho doanh nghiệp có thể tiếp cận với nông dân, không phải chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà các tỉnh thành khác, rồi tổ chức những cái đoàn đi nước ngoài. Hiện nay là đang giúp cho các doanh nghiệp tiếp xúc tiến với lại cái thị trường ở Myanmar, và đồng thời là giúp cho doanh nghiệp xây dựng logo, những nhãn hiệu. Dạ. Về cái khoa học công nghệ thì tôi nghĩ đây là cái khó khăn lớn nhất. Hiện nay thành phố cũng đang giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận với lại các cái nước mà có cái nền nông nghiệp cao hơn, xúc tiến để đề nghị được đưa họ đi đào tạo. Và một cái nguồn nhân lực nữa, thành phố cũng đang gửi các học sinh, các du học sang nước ngoài học tập. Hiện nay là khoảng trên 100 đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao vào trong sản xuất giống, thì đây cũng là một nguồn nhân lực lớn để giúp cho các doanh nghiệp sau này. Dạ vâng, cảm ơn bà rất là nhiều. Thưa quý vị, hy vọng là thông qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị chúng ta cũng đã có thể hiểu hơn được về vai trò cũng như định hướng phát triển của lĩnh vực sản xuất kinh doanh giống cây trồng tại thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến phát triển một khu nông nghiệp đô thị của thành phố. Đến đây thì thời lượng 10 phút của chương mục Đối thoại mỗi ngày cũng xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương mục sau. Ngay bây giờ sẽ là thông tin dự báo thời tiết.